Xin mến chào các bạn đã trở lại với kênh Ẩm thực tại gia, kênh chia sẻ công thức nấu ăn, chăm sóc sức khỏe và bí quyết làm đẹp. Trong video ngày hôm nay, em tiếp tục quay trở lại với chủ đề giảm cân, giảm mỡ bụng tại nhà. Phương pháp hôm nay thì em sẽ thực hiện và chia sẻ một loại thức uống được kết hợp từ 3 thành phần tự nhiên, đó là gừng, quế và mật ong. Tạo nên thức uống giúp giảm cân, tan mỡ bụng nhanh chóng chỉ trong 2 tuần mà lại giúp tăng cường sức khỏe. Và để làm công thức nước uống hôm nay thì em sẽ thực hiện trong liệu trình 2 tuần thì có sử dụng các nguyên liệu theo tỷ lệ như sau. Đầu tiên đó là 250g củ gừng. Các bạn nên lựa mua gừng tươi không bị hư hỏng, loại gừng sẻ, củ nhỏ, sẽ thơm và nhiều tinh chất, để nguyên vỏ, rửa sạch đất cát để cho ráo nước. Tiếp đó là 20g vỏ quế khô. Các bạn có thể mua vỏ quế khô tại các siêu thị hoặc là phụ liệu nấu ăn, pha trà có bán. Cuối cùng đó là mật ong nguyên chất. Đầu tiên đối với gừng sẽ thái lát mỏng. Rồi thái sợi. Gừng chứa hợp chất gingerol và sorghum, chất chống viêm. Đây là những hoạt chất có tác dụng chống béo phì, giúp thức ăn tiêu hóa nhanh hơn, đẩy mạnh phân hủy chất béo hiệu quả và ổn định lượng đường trong máu. Chính vì vậy, gừng là một nguyên liệu thiên nhiên giúp lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Tiếp theo, đối với quế khô sẽ đập dập thành vụn nhỏ. Ngoài ra thì các bạn có thể xay thành bột. Vỏ quế thanh được đánh giá cao hơn về dược tính và chất lượng, dùng trong nấu ăn, pha trà hay làm thuốc. Quế có vị cay, ngọt, tính nóng, có nhiều hoạt chất quý như là tannin, đường và một lượng lớn tinh dầu. Đặc biệt quế có chứa chất polyphenol, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, phá hủy liên kết peptide, giúp giảm cân, giảm mỡ hiệu quả. Tiếp đó sẽ bắt chảo lên bếp cho nóng, rồi cho gừng vào để rang. Sẽ rang trên lửa nhỏ vừa tới khi gừng khô keo lại. Mình sẽ đảo đều tay để gừng được khô đều. Gừng đã được rang khô, keo đều, sẽ cho quế vào rang cùng. Quế thanh dạng khô thì các bạn chỉ rang thêm từ 7 tới 10 phút để quế ra được mùi thơm là được. Gừng và quế được rang thành một dạng khô hỗn hợp, sẽ tắt bếp và sẽ đổ ra một cái khay để cho nguội hoàn toàn. Hỗn hợp gừng và quế rang đã được nguội hoàn toàn, bảo quản kỹ để giữ được hương thơm, mùi vị và chất lượng. Để pha một lần uống sẽ dùng là một thìa canh hỗn hợp trà. Chế vào một chút nước sôi. Lắc nhanh tay. Rồi chắt bỏ phần nước này đi. Đây là cách để làm sạch trà khi uống sẽ thơm và nước trong. Rồi chế vào 300-400ml nước sôi.
đậy kín lại và ủ trà trong khoảng thời gian 15 tới 20 phút. Trà đã ủ được 20 phút, quế và gừng nở to hơn, nước có màu vàng, mùi thơm dịu nhẹ. Theo tỷ lệ sẽ pha vào một thìa canh mật ong nguyên chất. Mật ong giúp kích thích quá trình trao đổi chất, hạn chế tích lũy mỡ thừa, từ đó giúp giảm cân hiệu quả. Trà được pha xong sẽ uống khi còn ấm, sẽ ngon và phát huy được công dụng nhanh chóng. Vị trà rất ngon và dễ uống. Theo tỷ lệ pha sẽ uống một ngày 2 lần, buổi sáng trước ăn sáng 30 phút và buổi tối sau ăn 30 phút hoặc là trước giờ đi ngủ 1 giờ đồng hồ. Đây là 3 thời điểm giúp giảm cân, giảm mỡ hiệu quả, cải thiện cân nặng mà lại tốt cho sức khỏe. Để tác dụng giảm cân, giảm mỡ trong thời gian nhanh nhất và giữ an toàn cho cơ thể thì các bạn cần lưu ý một số điều sau. Gừng có tính nóng giúp sinh nhiệt kết hợp với quế và mật ong, khi bị nóng trong người hoặc là bị sốt không nên sử dụng. Những người hay bị dị ứng viêm loét dạ dày không nên sử dụng các loại trà có thành phần quế sẽ khiến bệnh nặng hơn. Chỉ nên dùng từ 1 tới 2 thìa canh hỗn hợp trà và gừng quế rang mỗi ngày. Cung cấp đủ nước lọc và rau xanh để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Đây là phương pháp giảm cân bằng nguyên liệu thiên nhiên có tác dụng chậm nhưng an toàn, yêu cầu phải kiên trì. Bên cạnh đó cần tập luyện ăn uống khoa học hợp lý. Khi đã cải thiện được cân nặng, giảm mỡ, sẽ uống xen kẽ các loại nước ép rau củ quả để cân bằng dinh dưỡng và giữ dáng. Mỗi liệu trình sẽ áp dụng 2 tuần, nghỉ 1 tuần mới sử dụng lại. Vậy là em đã vừa thực hiện và chia sẻ xong cách làm trà gừng quế mật ong giúp giảm cân, giảm mỡ, tăng cường sức đề kháng. Đây là một thức uống mang lại hiệu quả nhanh chóng. Nếu anh chị và các bạn đang gặp các vấn đề về cân nặng hay mỡ bụng thì hãy tham khảo và áp dụng nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.